hai chào mừng anh em đến với kênh kiếm tiền 6886 à, Đây là một cái dự án kết co à, chạy trên nền tảng co giao anh em à Mình biết cái dự án này cách đây đã là hai tháng trước rồi Tuy nhiên mình thấy nó không có tiềm năng cho nên mình không có review trên kênh Nhưng mà dạo thời gian gần đây mình có theo dõi kênh Twitter và kênh Telegram của nó Mình thấy đây là một dự án cực kỳ ngon và nó đã đi đến đúng lộ trình của nó anh em và lại theo cái thông tin của rất là nhiều sàn à, giao dịch tốt trên thế giới á, hiện tại họ ưu tiên list những cái à, dự án đầu coi miễn phí cho nên á, mình thấy đây là một cái dự án nằm trong top đó và rất là tiềm năng và mình thấy á, chạy trên nền tảng coi dao cũng là một dự án khá là ngon anh em tại vì à, coi giao là một mạng mới cho nên khi mà nó à, bắt đầu mà cho những dự án drop từ những cái chương trình khác chạy trên mạng của nó anh em thì mình thấy khả năng uy tín của nó cực kỳ cao ha ok xem được video này thì anh em hãy nhanh tay bởi vì tháng 9 này cái dự án co kết co này nó sẽ lít sàn nha anh em nó sẽ lít sàn và nó cho chúng ta giao dịch luôn nhưng trước tiên để mà đào và khai thác dự án này thì anh em phải tìm hiểu sư qua dự án này có đáng để chúng ta tham gia hay không ok thì anh em cứ kéo sư qua về cái dự án này tổng nguồn cung của nó là anh em ở đây thì nó sẽ là 2 tỷ mốt tương tự như là co dao và anerob của nó chỉ cho là 100 trăm 68 triệu thôi rất là ít nha anh em và wow, nó sẽ bán ido là 105 ok chưa rồi tất cả còn lại nó sẽ dùng cho bể thanh khoản nè à, folder rồi à, đại sứ rồi à, à, kéo xuống dưới nữa em đây qua đây là cái à, hợp đồng của nó nè anh em cái hợp đồng địa chỉ thông minh của nó thì anh em chỉ cần dán cái uh, contract này vào cái ví metamask hoặc là chất wallet nha anh em nhưng mà mình những dự án mà ok anh em mình khuyên anh em nên sử dụng ví metamask nó sẽ bảo mật tốt hơn cho tất cả chúng ta ok thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho anh em cách mà chúng ta add cái contract này vào cái ví metamask luôn ở trên dự án có giao ha anh em chỉ cần nhấn vào hình hai biểu tập này anh em nhấn copy ha đây rồi lát nữa mình sẽ vào ví metamask mình sẽ add cái contract này vào nha anh em ok thì trước tiên mình sẽ kéo xuống dưới anh em sẽ thấy nè đó nó rất rõ ràng và chi tiết 2 tỷ mốt dành cho cái tổng nguồn cung 168 triệu thì dành cho cái chương trình Android của chúng ta cho nên nó rất quý hiếm luôn. Và cái stack tới là 420 000 này Game file thì 100 100 mà 1 tỷ tỷ không 1 tỷ 050 triệu, quá khủng ha. À, rồi dành cho những cái IDO này nãy mình có nói ha, folder, rồi đại sứ, rồi những cái chương trình gọi là à, bể thanh khoản anh em. Ok. Thì tới 210 triệu. Ok, rồi. Anh em cứ kéo xuống dưới nè, anh em sẽ thấy ha, rất rõ ràng và chi tiết rồi à, chúng à, chúng ta cũng có thể tắt cái đồng kép này khi mà chương trình Adarop nó kết thúc nha anh em chúng ta có thể gửi xe tắt là xe tắt để dành cho xe tắt tới là 420 triệu ha nói chung là rất rõ ràng và chi tiết rồi ở đây chúng ta có thể nhấn vào cái chữ add contract này add token này vào à, cái ví metamask của chúng ta luôn à, nếu anh em à, đang à, sử dụng à, trên à, hệ điều hành nào cũng được nha anh em miễn sao anh em có chữ à, cái ví metamask sẵn là anh em chỉ cần add token này vào thì nó sẽ tự động đưa đến cái ví metamask của chúng ta thì chúng ta chỉ cần áp vào còn không á thì anh em có thể copy cái uh, con trắc này ok thì mình sẽ vào ví metamask luôn nha thì ok thì đây là ví metamask của mình và mình đã cũng đã áp sẵn cái mạng coin uh, co chain rồi nha anh em thì anh em chưa có thì có thể áp vào ha thì rất đơn giản thôi anh em thì uh, cái anh em chỉ cần lên mạng gõ là nó sẽ hướng dẫn anh em chi tiết áp cái tóc kinh áp cái mạng co chain vào ok ha hoặc là anh em có thể vào một ba gạch này anh em kéo xuống chỗ cài đặt nè sau đó anh em kéo chữ mạng nè rồi anh em chỉ cần áp cái mạng này vào thôi rất đơn giản anh em rất là đơn giản ha rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em cách áp token à, uh, kết này vào nha anh em anh em bấm chữ ký nhập cái token bên dưới nè anh em nhấn vào nè đó cái token này nó chạy trên mạng là coin cho nên anh em phải đúng cái mạng của nó thì nó mới có ra hiện ra token cho anh em nha rồi anh em nhấn vào ha anh em đợi chút xíu đó thì thế là nó đã ra chữ kết ha và số thập phần là 18 anh em bấm chữ nhập này thì nó sẽ nhập cho chúng ta anh em nhấn vào ok thì đồng kết nó cũng đã áp vào cái ví metamask của mình thì công việc còn lại của anh em chỉ việc là anh và khai thác nó sau này uh, tháng 9 này nó cho list sang và nó cho chúng ta rút về thì chúng ta sẽ rút về ok thì mình sẽ trở ra dự án lại và mình hướng dẫn anh em cách để chúng ta đăng ký nha rồi đây là một dự án khá là tiềm năng trước tiên anh em cứ kéo xuống coi cái roadmap tức là cái sách trắng của nó là anh em đó thì nó rất rõ ràng chi tiết anh em chỉ cần nhấn vào thì nó sẽ ra cái roadmap của nó nó có đầy đủ thông tin luôn anh em và thời gian như thế nào và cái uh, chứng chỉ của nó nữa nha anh em rất là ok luôn anh em vào có thể là chụp hình rồi anh em dịch ra ha anh em có thể dịch ra và anh em đọc xem chi tiết cho mình đây là một cái dự án game file uh, mft uh, web3 rồi cũng như là play to earn luôn nha anh em rất là ok á rồi bây giờ mình sẽ trở ra cái mục uh, trang chính của nó nha anh em trang chính này thì ở đây anh em sẽ vào cái kênh truyền thông twitter của telegram của nó để anh em tham khảo nha thì mình thấy nó mới vừa đăng một cái bài trích trên này anh em, mình thấy rất là ok. Và hiện tại mình cũng đã theo dõi cái dự án này rồi, anh em chỉ cần nhấn vào theo dõi để nhiều khi anh em không có nắm bắt được thông tin đó thì cái chương trình cái cái kênh Telegram hay là truyền thông Twitter nó sẽ thông báo cho anh em. Ok. Thì hiện tại này nó có một cái thông báo này. Thứ nhất á, anh em chỉ cần dịch ra ha. Thì tức là mốc thời gian tháng 8 này thì kết con nó đang ở cái mốc thời gian tháng 8 rồi. Và chuẩn bị bước sang tháng 9 thì nó sẽ bắt đầu là cho chúng ta là à, rút về để bán ha và lúc đó thì cái việc còn lại của anh em ấy, chỉ việc kiếm thật là nhiều đồng kết này thôi anh em cũng có thể những bài đăng của nó này, liên tục liên tục nha anh em liên tục ha à, người à, chúng tôi nè có phải à, trả phí rút tiền cho kết không thì trả lời nè, bạn có thể rút tất cả số dư mã xác minh của mình mà không phải bất kỳ hoàn phí nào ok mình thấy cũng là khá là hay ví dụ là cái dự án mà không mất phí khai thác miễn phí thì chúng ta cứ tham gia đi không có mất mát gì của anh em đâu hiện tại đang có là 62 624 người theo dõi anh em cũng rất là khủng khiếp lắm Ok mình sẽ trở ra nha anh em qua wow, truyền thông telegram của nó cũng vậy nha anh em hiện tại đang có là 54k người theo dõi rồi và nó cũng luôn tạo những cái bài đăng liên tục liên tục mới Ok nha mình khuyên anh em nên tham gia ngay lập tức đi và cái dự án kết con này là một dự án phải nói là ok lắm á và wow, mình cũng đã theo dõi nó luôn thì nó có thông báo gì mình sẽ thông báo lại cho anh em trong những cái video sau Trước tiên video này anh em cứ đăng ký và khai thác giúp cho mình nha. Rồi, anh em vào một ba gạch này, anh em bấm chữ Android này giúp cho mình ha. Rồi, nó sẽ ra như thế này thì nó yêu cầu chúng ta là log in, tức là chúng ta chưa có đăng ký thì bắt buộc anh em phải đăng ký ha. Anh em bấm chữ Login in này. Nhấn vào. Rồi, anh em sẽ thấy được cái chữ register ở trên, anh em nhấn vào nha, tại vì mình chưa có đăng ký cho nên mình phải đăng ký nó. Ok, thì rất là đơn giản thôi anh em ở cái username này nè là anh em cứ nhập cái tên username bình thường tức là cái tên không có khoảng cách ha ví dụ mình kiếm tiền 6886 thì anh em cứ nhập như vậy thôi đó đơn giản thôi email thì anh em nhớ email nha cái bắt buộc nè rồi cùng phim bắt lại ha còn ở bên dưới này anh em cái id card nè id card này là anh em cần nhập cái số chứng minh nhân dân hoặc số căn cứ công dân hoặc số bắt bo của anh em anh em nhớ nhập vào nha đây là một dự án mình nói thật sự rất tiềm năng và nó đang có chương trình là À, như thế này á là nó sẽ kic cho chúng ta luôn cho nên chúng ta không cần sau này chúng ta phải kic đi kic lại khi mà chúng ta đã đăng ký số chứng minh hoặc là số bắt bo số căn cứ công dân đó thì sau này nó sẽ duyệt kic chúng ta cực kỳ đơn giản ha cực kỳ dễ hơn ok còn ở đây cái uh, referral thì uh, bạn của mình giới thiệu thì mình nhập referral của bạn mình còn anh em nào mà uh, referral nhập của mình á thì anh em sẽ nhập là kiếm tiền sáu nha cái em này cũng là cái tên của cái uh, cái code luôn anh em Ok thì sau khi chúng ta đã điền đầy đủ thông tin và chúng ta bắt đầu à, đăng ký thì nó ra một cái giao diện tiếp tục như thế này thì anh em bấm vào một ba gạch này. Sau đó anh em bấm vào chữ là Android này giúp cho mình để chúng ta bắt đầu khai thác nha anh em. Ok thì sau khi vào Android thì nó sẽ có một chương trình gọi là Clam như thế này ha. Tức là chúng ta sẽ được khai thác à, cái giờ này, tức là 3.5 cái đồng kết trên giờ và mỗi ngày như vậy chúng ta sẽ được khai thác là 84 cái đồng à, kết ha. Ở đây nó ghi lộn nha anh em, nó ghi co ha, nó ghi co nhưng mà nó ghi lộn đó, tại dự án đang kiểu như là nó chạy trên mạng co giao nên nó ghi như vậy ha Anh em chỉ cần bấm vào cái chữ CLAM này thì nó sẽ khai thác cho chúng ta, anh em nhấn vào Đó Ok, thì nó đang bắt đầu khai thác nha anh em, thì cứ sau 24 giờ thì chúng ta vào đây là CLAM một lần à Anh em chỉ cần nhấn START là nó sẽ khai thác cho chúng ta thì đây là cái tốc độ đầu nó đang giảm rất là nhiều anh em ạ à, đang giảm rất là nhiều lúc trước thì năm nha anh em lúc trước thì năm nhưng mà hiện tại bây giờ nó chỉ còn là 3.5 thôi cho nên mình khuyên anh em á, dự án này rất là tiềm năng và có thể là sáng chín này nó sẽ cho chúng ta rút về và chúng ta sẽ là uh, bán để kiếm tiền luôn cho nên anh em uh, xem được video này thì hãy nhanh tay đây là một chương trình adarobe miễn phí nhưng rất là tiềm năng anh em vào một ba gạch này anh em có thể vào chữ account này để anh em lấy cái đường link để chúng ta mời bạn bè ha ok thì ở đây là cái uh, account a à, à, đường link này anh em chỉ cần là copy sau đó anh em chỉ cần là chia sẻ cho bạn bè của mình họ đăng ký họ chơi thì chúng ta sẽ có thêm thu nhập ok thì mình sẽ trở ra chương trình Adrop ha thì anh em nào thích mua IDO thì sắp tới nó sẽ có bán IDO thì anh em thích thì mua nhưng mà mình nghĩ cứ khai thác miễn phí để chúng ta kiếm thêm thu nhập nha anh em nhớ sau 24 giờ ha tại vì hiện tại mỗi ngày như vậy nó cho chúng ta chỉ có 3.5 thôi rất là ít nè đó mình khuyên em là nên khai thác ngay lập tức ha tức là hồi nãy mình thấy 84 ở đây anh em 84 ở đây tức là khi đăng ký anh em sẽ nhận ngay là 84 cái đồng kết trước và mỗi ngày như vậy anh em sẽ được khai thác chỉ có 3.5 cái đồng này thôi rất là hiếm luôn nó như cái đồng co rồi anh em à nó rất là hiếm có thể nó lít sàn một đô hai đô là chuyện bình thường nha anh em mình khuyên anh em nên sử dụng cái cái đồng này khai thác này để biết đâu được trong năm nay hay là năm sau nó bùng nổ thì chúng ta sẽ có một cái khoản tiền khá khá anh em ok ha mình cũng xin chân thành cảm ơn anh em đã xem video của mình và chúc tất cả anh em và mọi người luôn thành công nha bye bye Ok anh em thì mình cũng tính random cho anh em cái video này nhưng mà mình nó ít lượt xem quá thì mình để ngày mai mình random hai cái video luôn để cho cái lượt xem này và lượt comment của cái video này nó cao cao chút xíu nha anh em. Mình xin chúc tất cả anh em à, hãy đợi video ngày mai. Mình sẽ random. Bye bye nha.